Bấm. Cái đây leo qua đây con. Đừng bước lên cây, bước vậy nè, quay lại chỉ cho bước, không có bước lên cây nè, bước lên rồi bước qua, rồi bước xuống đó, tự nhiên bước lên cây. Cái cam á, camera lọt ra đốt ra. Đâu có cần mua hộp quạt đâu anh Thư. Hả? Mua hết nhiêu á? 5 ngàn hả? Ừ. Bây giờ còn 5 ngàn đâu? Cầm đi. Tính ra đâu cần mua đâu, có lửa sẵn kìa. Ừ. Kiếm chỗ mát đứng.
thả vào con, thả vào, cứ thả vào, không phải sợ nè. Được. Ở dưới này đó hả, có mấy con cá to lắm mà chiều nào người ta cũng câu. Nhà xài đô la. Tiền Việt bây giờ lắm phát quá. Đô cọc 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 quá. Lấy cây ra đề chứ. Ây da.